ăn bao bí ngon. Xin chào các bác, các cô, các chú, đây là cháu Bình Khang. Cháu Bình Khang, cháu đi hái rau. Cháu đi hái rau phụ bố mẹ cháu để nấu cơm đây. Hay là ra ngoài kia ngắt mấy quả chuối đằng sau kìa. Chuối thì để làm canh gì? Canh chuối. Hả? Ồ, hôm trước em thấy anh ăn tì tì cái gì. Đây là bạn Nguyễn Lê Tuân, chủ kênh Góp Nhà Cát Đá. Bạn ấy đang nhập rau để nấu cơm ạ. Ô mẹ, có mỗi cái luống này mà khai thác mãi không hết. Nằm ăn mãi không hết. Cứ 1-2 hôm nó. Mọi người vào xem like tặng sao cho bạn đi. Đợt này đang được tặng sao miễn phí đấy. Đợt này đang còn đợt này Facebook đang có chế độ là tặng sao miễn phí, mọi người tặng sao cho mình, mọi người không bị mất tiền. Ui rồi, được có 2-3 cọng. Ít thì con ra được chứ. Mai phải thuê gọi ông cõng vào đây đi làm cỏ thêm một ngày, san hết chỗ này ra để trồng rau. Mày điên à, thế này thôi, tao còn đang cấy kia kìa, mày bảo cõng rau phá hết à? Không phải, con làm cỏ cho nó sạch chứ. Cỏ thì mỗi lần đi nhặt như này mà đi mà làm cỏ đi chứ. Ô mai thằng Khang đi quần đi nhá. Đây nào cần làm cỏ thì là Khang đổ lên nhá. Mai phải đi đeo găng tay vào nhặt cỏ đi cho sạch. Đi à? Ôi giời ơi, cái chỗ kia nó bao nhiêu ngọn kia. Đi à? Thẳng cái rổ đáy ngồi xuống. Con không nhìn thấy đâu là ngọn à? Ngắt cả rau bí vào ăn đi. Đây. Nhưng mà nó bé. Bé gì đây, nó dài như thế kia rồi. Này. Găng tay thôi, rồi đây, đây. Em đi em quay mộc hương à? Để bán đây. Hai bạn ấy cho bạn nhặt rau đây là cỏ giả đầy này. Mai phải đợi phơi nó khô lên xong đốt. Bạn Tuân, bạn lý dâm cây gì đây? Đây là cây gì đây? Đấy, nhưng mà nó chắc nó chết. Ừ, rồi. Cầm vào. Dâm không, không tưới nó chả chết. Giới thiệu với mọi người đây là cây cải kết. Cây cải kết thì em mới trồng. Lúc nào ăn được hãy quay cho mọi người. Cây này hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ cao luôn. Các bạn là phụ chị em phụ nữ, các bạn ấy hay xay sinh tố cải kết này ạ. Ca le đấy, cải ca le. Này, hôm nào mua ít khoai lang, cả khoai tây của bà Thủy ngoài kia kìa. Xong là trồng đây này. Ở đây nhà mình là đất cát nên là trồng nó sẽ nhanh lên. Mua hẳn của khoai lang tím ngoài kia trồng, sau này nó lên cây khoai lang tím ăn. Thôi thế là được rồi. Đây này, bố đây này. Đây, ngọn đây. Thằng này không nhìn thấy ngọn. Không phân biệt đâu là ngọn đâu là lá. Chào các bạn đi Khang ơi. Con làm clip đi để con trở thành idol TikTok giống như chị Hà Sam ấy. Chị Hà Sam chị hướng dẫn các bạn dán xúc xích mà dán cả hướng dẫn các bạn chơi trò chơi làm rau ấy. Đây. Con nói như chị Hà Sam chị nói đi.
Đây là chưa làm lại được, chưa thời gian bao giờ phải... Ôi, thế này thôi. Không, thế này kiểu gì phải đổ đất ở góc này này. Thu đoạn của bố à. Cầm đây. Đợi bán hết mộc đã. Mấy hôm nữa ông nhấc hết ba cây mộc này đi, thằng là gọi một xe cát salon đổi đẩy kia. Vào đây sao để đi ấy dính vậy? Đấy đi, con nhà tao đi. Nhà tao đi để bố ấy đi. Đây này, khoe với mọi người cái đầm sen của mình thế này. Trong đầm thì đẹp bằng sen này, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng này, nhụy vàng bông trắng lá xanh này, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn này. Nhà em à có cả chuồn chuồn đây này. Đấy, thấy chưa? Thấy con kim kim chưa? Đấy, nhà người ta là phong cảnh hữu tình, nó phải hoang dã như này. Có cả con kim kim đấy nhá. Đấy, này, bắt được nó luôn. Ủa nó bay mất rồi. Đây là sen trắng, sen thái. Chậu sen thái. À để ra mẹ chụp ảnh chậu sen thái cho mẹ bán 5 triệu được không nhỉ? Cái chậu như mua hồi xưa nó 3 triệu rồi. Để em ra em bán chậu sen trắng thái nhá. Em bán chậu sen trắng thái này. Trắng thái nhá mọi người nhá, sen này là sen ngoại đấy ạ. Màu trắng thái, màu trắng, bác nào mà mua về trồng nhà thờ này, trồng sân vườn. Em bán chậu này đây. Cái chậu này em mua cả chậu cả chân là hơn 3 triệu rồi. Cái chậu này cả chậu cả chân em mua 3 triệu, còn chưa kể tiền xe trở về nhà mất 400 nghìn tiền xe nữa. Bán cái chậu kia 5 triệu thôi. Tiền chậu với cả tiền chân chậu là hơn 3 triệu nhá, tiền trở về đây là hơn 3 triệu rồi. Xong lại còn thuê cái ông xe lông, ông ấy hạ cây xuống dưới đất cho nữa. Đã tốn nhiều tiền phát đấy. Bác nào mua cái này thì inbox cho em này. Chậu sen này bác nào ưng thì inbox cho em. Em bán giá chỉ 5 triệu nha các bác nhá. 5 triệu chậu này thôi ạ. Là coi như tặng cây sen ở đấy. 3 triệu tiền chậu này mới cả tiền trở về là hơn 3 triệu rồi. Thì tiền sen của em có hơn triệu thôi. Đấy. Trắng thái. Chậu này em mới trồng một thời gian mà nó đã ăn cần này nụ rồi. Mọi người về trồng nhá, chăm tốt à. Nó có hàng trăm cái lụ luôn đấy chứ. Này đây. Đây là mấy cái lụ này, nụ bói đấy ạ. Bác nào nhanh tay giúp em nhá. Nhanh tay thì còn em chỉ có duy nhất một chậu. Rất là phù hợp trồng ở nhà thờ. Rất là phù hợp trồng nhà thờ luôn. Bác nào ưng thì chốt chậu này cho em này. 5 triệu. 5 triệu bác nào mua thì em bán, không thì là em để chơi thôi. Nắng lắm. Cỏ này, cỏ mọc tốt ôm mà chưa thời gian đi cắt. Nhà em được cái rất là nhiều ếch này. Nhiều ếch, nhiều cóc, nhiều nhái. Kiểu nhà mình có cái sân cỏ này này. Nhà mình có cái sân cỏ này, mình cứ để nó tốt ôm lên. Thế là cóc với ếch với nhái nó cứ bò vào nhà, nó đẻ trứng. Tối đến còn được nghe tiếng ếch ộp kêu cơ. Ngồi nhặt rau đi con. Hôm nay cháu Bình Khang sẽ... Đấy. Con hướng dẫn con chào các bác đi. Vớt rau để lẫn vào nhau được. Ở vườn này nhà em trả cây thì hót, cây dần cây của nhà mà. Đây là cỏ cao này còn chưa cắt được, bận còn chưa cắt được đây này. Nó nhiều thế này xong rồi con để... Cỏ trồng trước cửa nhà này. Con ra con lấy thêm cái rổ nữa đi. Đây là trước cửa nhà em này, nhưng mà nó cỏ nó mọc. Cỏ nó mọc còn chưa thời gian cắt, tối nay ngồi cắt, tối nay rảnh ngồi cắt cỏ. Toàn cỏ tự mọc hoang dã mà. Khang ơi, vào đây hướng dẫn cách tước rau bí đi con. Chưa tốt nghiệp. Nhà trồng được ít rau bí để ăn đây, rau bí sạch này. Từ ngày có cái vườn là chẳng phải mua rau. Môn thể thao trí tuệ đây này. Ngồi xuống. Bẩn cái nhà, bẩn đáng nhát. Con lấy cái chổi con quét cái này đi. Xong con mới ngồi. Đứng lên. Lấy chổi quét thôi.
ngồi ở đây, ngồi chỗ này. Nào cháu Bình Khang, cháu Bình Khang là ước mơ của cháu là trở thành một hot tiktoker nổi tiếng. Nên là bây giờ cháu sẽ tập để làm hot tiktoker. Con bảo là hướng dẫn các bác cách nhặt rau đi con ơi. Quần đùi kia lộ hàng mất. Đây bạn Nguyễn Lê Tuân, bạn ấy rất là chăm chỉ. Dạo này từ ngày bạn ấy ở nhà nhiều là bạn ấy dạo này đẹp trai lên rất là nhiều. Râu ria không sồng soàng. Da mặt thì không đen nữa. Không đen như cũ nữa. Ừ, ngày xưa đen đúng không con? Sao con vứt mũi cũng thế? Cái này là con vứt hay mũi vứt này? Vứt nhầm. Thế râu vứt bỏ thì sao bên này? Này. Hoặc vứt ở dưới đất này này, tí nó bốc. Đây cháu Bình Khang, cháu hướng dẫn các bác các cô nhặt rau đi. Con hướng dẫn đi, dần dần là con quen. Sau này để bố hướng dẫn con trở thành tiktoker nổi tiếng. Con có bảo là các bác phải nhặt như này này. Nhặt như này này, bố con hướng dẫn con là phải nhặt như này này thì nó mới sạch, mới ăn được này. Thế con cứ nói đi, nói như chị Hà Sam ấy. Con hay xem chị Hà Sam, chị ốc ơi, chị hướng dẫn làm rán xúc xích rồi chị. Hướng dẫn cách nhặt rau, chị hướng dẫn làm đồ ăn mà con không học được chị cách nói chuyện của chị à. Không chịu học, không chịu ấy cho nên là vốn từ nó ít. Con phải nói chuyện như chị Hà Sam ấy, con xem chị Hà Sam tháng ngày rồi. Con bảo là đấy là idol của con thì kênh con yêu thích, con xem chị hướng dẫn cách nhặt rau mà con không biết hướng dẫn đúng chị à. Đây nhá, con bảo đây là gì con nhỉ? Con nói đi. Đây giống cái gì? Con đây là cái gì? Con nói đi. Đây là quả bí. Con bảo đây là quả bí nhỏ. Con nói đi. Tự nhiên nói với bố ấy. Quả bí nhỏ. Nói to lên. Nói to lên nhá, phải nói to lên. Đây là cái gì đây? Ná. Ná nhỏ. Ăn cái ná này có ngon không? Chưa ăn bao giờ, cuộc đời con chỉ ăn xúc xích với cơm thôi. đâu là dâu bí? Con ngắt cái dâu bí, con bảo đâu là cái dâu bí, con bảo đây là cái dâu bí không ăn được thì mình vứt đi. Hôm qua bố hướng dẫn như thế nào? Con nói to lên. Hướng dẫn cái dâu bí nó để làm gì? Của cây bí. Đâu là cái dâu bí con nhỉ? Dâu bí đâu, chỗ nào ăn được, chỗ nào không ăn được là con à? Con bảo các bác đi, các bác không biết đâu. Nói chuyện với cái điện thoại mà kém thế thì. Thế này mà đòi ước mơ làm idol TikTok thế này thì idol Facebook còn chưa làm được, đòi ai làm idol TikTok. Ngày nào cũng xem chị Hà Sam, chị nói chuyện mà không học được chị cách nói chuyện. Nói chuyện kiểu ngượng ngùng này thì. Nào thì con ấy đi. Con nhặt đi. Nào. Thử nhặt đi xem nào. Nhặt thử đi, giơ lên cho các bác xem. Còn cái mà làm cái này thì nó khó lắm đấy. Đây là tước cái ấy thì nó dễ. Đấy, các bác thấy con nhặt tỏi chưa? Con bảo là con phải tước như nào, con bảo các bác đi. Phân loại cành với các thứ ra thì nó dễ. Con làm đến đâu con nói đến đấy. Ở cái này. Đấy, con nói đi. Cháu đang bị ốm thế nọ thế kia. Sợ thế nhỉ? Đấy. Đấy, con nhặt nhầm rồi này. Ông chủ nhỏ, cảm ơn ông chủ nhỏ nó tặng 75 sao. À, bây giờ trên Facebook đang có chính sách tặng sao mà mọi người không phải mất tiền ấy. Tặng sao được miễn phí ấy. Mọi người tặng sao cho em, tặng sao cho em đi mọi người ơi. Mỗi bác tặng cho em 75 sao nên không mất tiền đâu, được tặng miễn phí đấy. Đây, chính là mọi người được tặng sao cho em là mọi người không mất tiền mà em này được 22.000. 75 chia được 1 đô. Chia được 1 đô à? Không có bộ à. 100 sao được 1 đô. Không có bộ à. Không có bộ thì được. Bữa không có bọn nhưng mà bỏ đây để bố ấy này. Hôm qua bố đã hướng dẫn này. Này cái này cạnh này. Này ấn nó xuống. Đây này. Đấy chứ không phải con xé. Ấy tiếp đi. Thôi tạm biệt.